Đại ca, các người chuẩn bị xong chưa? Xong rồi. Vậy được, làm sạch sẽ một chút nha. Đi đi. Dạ. Đi. Sao chứ? Bà đã có người đi bên này. Nhanh lên. Nhanh lên. Lần này là để tên Quách Thiếu Hoa chạy thoát nữa rồi. Hắn tuy là không có đuôi nhưng còn lợi hại hơn cả rắn nữa. Muốn bắt hắn không phải là chuyện dễ. Anh yên tâm đi, lần sau chắc chắn em sẽ lo xong. Hắn và Trấn Hải nói gì cậu có nghe thấy không? Không có, đứng cách nhau xa quá nên không nghe rõ. Hai người này đi với nhau đúng là một quả bom hẹn giờ. Ai có tủ lạnh tivi máy lạnh cũ bán không? Ai có tủ lạnh tivi máy lạnh cũ bán không? Ai có tủ lạnh tivi màu? Đừng có chạy nha.
tôi. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng im. Đứng im. Đứng lại. Mày. Anh qua, Dương Kiều Phong nó bị tụi em giết chết rồi. Bây giờ tụi em đang về nè. Ăn mồi đi. Ai giờ em thấy mày uống gì vậy? Mày vui mà. Mày ngon quá. Phải ăn nha. Cầm ly, cầm ly, cầm ly, cầm ly. Nè, các anh em, các anh em, yên lặng. Cái chết của Dương Kỳ Phong là do hắn tự chuốc lấy, đáng đời lắm. Hôm nay tại nơi này, chúng ta phải ăn mừng Dương Kỳ Phong chào trời. Vô đi. Vô đi. Xin mời, mời mọi người hãy uống cho thoải mái. Tôi kính mọi người một ly. Vô. 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 Uống cho hết nha. Lên. Vô. Vô. Các anh em hãy uống tự nhiên. À, nè, uống đi, uống đi. Cạn hết nha. Dạ, cạn đi. À, có chuyện rồi. Xông vào. Chạy mau. Chạy. Sắp đuổi tới rồi, nhanh lên. Mở cửa đi anh. Anh qua mở cửa đi. Em là Trấn Hải nè. Anh qua. Anh qua. Anh qua. Quách Tiến Qua. Mẹ kiếp mày, thấy chết mày không cứu hả? Mày đáng để tao cứu sao? Cả đời tao
Chính nhất là tôi phản bội. Cô em, uống một mình buồn vậy? Uống danh vài ly nha. Được. Tôi uống sao thì anh uống vậy? Được. Uống với em tới cùng luôn. Cô em, đừng chỉ lo uống chứ, chúng ta còn chuyện khác phải làm mà. Uống đi. Tao không uống thì sao? Ông có phải là đã uống không hả? Mày. Anh đừng có theo nữa. Đừng không có về. Tôi không có về đâu. Về tôi thôi. Còn uống nữa. Hôm nay là sinh nhật của tôi, sao tôi lại không được uống chứ? Nhưng mà chị không được uống thiệt. Tôi muốn uống rượu mà. Anh đừng có kéo tay tôi. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Sao hả? Tôi không uống được sao? Ai nói là tôi không được uống hả? Chị đừng có uống nữa. Uống nữa chị sẽ say đó. Chủ nhiệm Viên. Tôi không có say. Anh đừng gọi tôi là chủ nhiệm. Tôi tỉnh táo lắm. Cậu là đồng hương của tôi, Chu Sơn Cường. Cậu gọi tôi là đồng hương đi. Gọi đi. Đó, được rồi, được rồi. Đồng hương lên xe, lên xe. Đi, lên xe. Tôi không có say. Tôi không có muốn về. Tôi không có say mà. Tôi không say thật mà. Sinh nhật của tôi, chúng tôi đã nói là sẽ cùng nhau mừng sinh nhật. Anh lại đi tìm người đàn bà đó. Không ngờ đến cả người phụ nữ già tôi cũng giành không lại. Dương Kỳ Phong, tại sao anh lại sỉ nhục tôi như vậy hả? Đồng Hương, em nghĩ chắc hôm nay chủ tịch chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Chị đừng có giận nữa. Tôi không giận. Tôi không giận mới lạ đó. Người đàn bà đó, á tuyệt đối là con hồ ly tinh. Tôi phải đánh á vào lại liêu trai, để á mãi mãi không thể trở lại nhân gian. Đồng Hương, anh có thể giúp tôi hay không? Được, em giúp chị. Anh hứa với tôi nha. Được, em hứa với chị. Anh nói đi, tôi có điểm nào thương người đàn bà đó chứ? Anh nói cho tôi biết đi. Anh nói đi. Chị hơn khổ gấp trăm ngàn lần. Có thật không? Hả? Thật chứ. Tôi có đẹp hơn ả không? Đẹp hơn. Tôi gợi cảm hơn bà ta. Gợi cảm hơn nhiều. Vậy bà ta dựa vào đâu mà dành với tôi chứ? Bà ta dựa vào đâu? Tôi nhất định phải giết bà ta. Nhất định phải giết bà ta.